Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi khảo sát thực địa tuyến dự án đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đến quốc lộ 6 và đường cao tốc CT03 tỉnh Hòa Bình. Dự án đường giao thông nối đường Hồ Chí Minh tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa với quốc lộ 6 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng hai phương án để báo cáo cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở các phương án Sở Giao thông Vận tải đề xuất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trực tiếp khảo sát hiện trường tại các vị trí đã được Sở Giao thông nghiên cứu thuộc địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, việc thực hiện dự án đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa đến quốc lộ 6 và đường cao tốc CT03 tỉnh Hòa Bình là hết sức cần thiết, vừa hình thành trục giao thông chính kết nối liên vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ vừa từng bước hoàn thiện trục giao thông quan trọng liên kết vùng theo hành lang kinh tế đông tây và kết nối với các tuyến giao thông quan trọng của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi thu hút vận tải hàng hóa từ các tỉnh tây bắc qua cảng nước sâu nghi sơn cảng hàng không thọ xuân của tỉnh thanh hóa và ngược lại đồng thời kết nối các khu vực lân cận và dọc tuyến tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội các khu du lịch có nhiều tiềm năng nhưng chưa được đầu tư phát triển do hạ tầng giao thông còn hạn chế đồng chí yêu cầu sở giao thông vận tải tiếp tục khẩn trương đề xuất phương án tiền khả thi dự án trong đó phải đảm bảo các yêu cầu là tuyến đường không đi qua phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên pù luông đảm bảo các quy định của luật bảo vệ môi trường luật đa dạng sinh học luật lâm nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan không ảnh hưởng nhiều đến khu du lịch sinh thái pù luông hiện trạng và tiềm năng mở rộng phát triển khu du lịch trong tương lai mở tuyến đường mới trên cơ sở kế thừa tận dụng tối đa tuyến đường cành nàng phú lệ hiện có cùng với phương án theo quy mô đầu tư như đề nghị tại tờ trình số 300 ngày 30 tháng 8 năm 2024, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn lập thêm một phương án với quy mô tổng mức đầu tư phù hợp với khả năng cân đối vốn, đảm bảo tính khả thi của dự án.